Bố, con xin lỗi. Vô duyên vô cớ xin lỗi cái gì? Con luôn cảm thấy khi xưa con không nên đồng ý chuyển đến ngôi nhà đó. Khoảng khoảng con đừng nói vớ vẩn. Bố chỉ nói bừa vậy thôi. Con đừng có nghiêm túc. Con nhớ lấy, nhà họ Nguyễn mới là nhà của con. Con mới là con gái của họ. Bố à, bây giờ có một cơ hội để con làm lại từ đầu. Bố có đồng ý không? Làm lại từ đầu? Bố không hiểu. Con, trời ơi, con bé này, bố chỉ tiện miệng nói thế thôi, con đừng có coi là thật. Con nói thật đó. Bây giờ có người đầu tư cho con mở cửa hàng ở Mỹ, thế nên con muốn về đó. Cái gì? Dọn đi sao? Hả? Cái gì vậy chứ? Bây giờ có chủ nhà hàng xuyên quốc gia coi trọng tài nghệ của mình. Mọi người không mừng thay cho mình sao? Nếu như em có công việc thì bọn chị luôn hoan nghênh. Đúng đó. Đúng đó, chị Khoản Khoản à. Chị em đã nói như thế rồi, chị ở lại đi. Chúng ta giống như trước đây, bốn cô gái cùng nhau quản lý tiệm hoa. Tốt biết bao nhiêu. Tiệm hoa có ba người, lại thêm cậu con trai Kiều Hanh là đủ rồi. Huống hồ làm đồ ngọt mới là sở trường của chị, cũng là giấc mơ của chị. Có cơ hội thế này, mọi người đều mừng thay cậu. Nhưng mà chúng ta lại phải chia tay rồi. Trời ơi, bây giờ giao thông thuận tiện mà. Trước đây mình không biết mọi người ở đâu nên mới không liên lạc. Bây giờ mình biết rồi, thế nên sẽ không để mất liên lạc với mọi người nữa đâu. Đúng đó. Bạn bè với nhau có nhiều cách để liên lạc mà. Nhưng cô có nghĩ tới Thiên Lạc không? Cậu ấy thì sao? Lẽ nào hai người định yêu xa sao? Thật đau khổ là bản thân không rõ ràng. Tình yêu của anh là sự trả giá. Đến rồi.
Gọi anh tới xem pháo hoa. Đi qua những ngày hạnh phúc, lúc tỉnh giấc lại trở thành mơ hồ. Nếu tình yêu là sự bổ sung, yêu là trống trải, chạy theo những hỗn loạn. Nếu yêu là lầm lỡ, cất đi những lưu luyến với anh, làm anh đau khổ. Rời đi là món quà em dành cho anh. Còn nhớ ở đỉnh núi khu nghỉ dưỡng, anh cùng em ngắm pháo hoa không? Đó là lần ngắm pháo hoa đẹp nhất trong cuộc đời em. Mặc dù ngắn ngủi, mặc dù không phải dành cho em, nhưng mà cả đời này có một buổi ngắm pháo hoa như vậy đã đủ ấm áp rồi. Bây giờ em muốn dùng viên sô-cô-la ước nguyện thứ hai. Rời đi là món quà em dành cho anh. Con đường kỷ niệm của tình yêu, bản thân mới hiểu được. Không rõ ràng, không thể buông tay. Ước nguyện thứ hai của em chính là xin anh rời xa em. Anh lại làm bản thân đau khổ như vậy. Nếu yêu là bổ sung, yêu là trống trải, chạy theo những hỗn loạn. Thật đau khổ. Thật sự cùng anh đi qua đoạn đường này, thật mệt, thật sự rất mệt. Anh nhớ sinh nhật em hôm đó, chính tại đây, anh đã đồng ý. Bất luận là ước nguyện gì của em, anh đều đồng ý. Lời hứa này anh còn nhớ không? Sao em lại quyết định như vậy? Không thể được. Anh còn nhớ hôm Úc Oánh xảy ra tai nạn, em đã hỏi anh. Em nói nếu như em không đến thăm Quyến, vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ không như vậy. Trước đó em không có đáp án, nhưng mà bây giờ em lại có một cơ hội làm lại. Bây giờ có người nguyện sang Mỹ đầu tư để em mở một tiệm sô-cô-la. Em quyết định nhận rồi. Anh nên chúc mừng em đi đúng không? Anh không làm được. Anh không làm được. Đoạn Thiên Lạc, quên em đi. Một lòng một dạ với Úc Oánh, đưa Đoàn Thị kinh doanh phát triển. Đó là hy vọng của em, cũng là lời hứa sô-cô-la thứ hai. Anh không cần nhận lời hứa này.
Quên em đi và sống thật tốt. Mới không uổng là thiên lạc mà em hết lòng yêu. Vừa mờ mịt vừa rối loạn. Tạm biệt. Không khỏi hoài nghi, trước nay bản thân chưa giao ước. Mong đợi không nói cũng hiểu. Trung Khoản Khoản, em không được đi, ở lại bên anh. Em quên em đã nói gì sao? Hai người chỉ cần trong tim có tình yêu, khó khăn nào cũng có thể khắc phục. Trong là gì không? Để em nói cho anh nghe nhé. Là dũng khí. Đó là sô-cô-la nhân dũng khí, là độc nhất vô nhị. Chính là ý nghĩa của anh với em. Vì vậy vì em, bất luận xảy ra khó khăn gì, xin anh nhất định phải phấn chấn lên. Được không? Viên sô-cô-la có nhân thứ hai này, nó là sự mong đợi của em. Không phải gánh vác mong đợi của em. Không cần làm ngược lại lời hứa sô-cô-la. Em không phải là đứa trẻ chợt đánh mất. Sau này quên em rồi. Phải sống tốt. Phải là người dũng cảm. Là Đoàn Thiên Lạc em yêu. Bữa sáng nay thịnh soạn vậy. Chính là sao các món của dì Lý đều là sô-cô-la? Chào buổi sáng. Nào, thử tay nghề của con đi. Khoảng khoảng, đều là do con làm mà. Vâng. Được đó. Nghĩ kỹ thì từ sau khi con về nhà, bố mẹ chưa thử món sô-cô-la con làm. Hôm nay để bố mẹ thưởng thức tay nghề của con. Được, ngồi thôi. Nào, thử xem nào. Vâng ạ. À, thử cái này. Sao ạ? Rất ngon. Không tồi, rất ngon đó. Có tay nghề như vậy, tương lai dù có ở đâu, bố mẹ cũng hãy tin con có thể làm tốt. Khoảng khoảng, con nói vậy là có ý gì? Con định
Định quay về Mỹ à? Khoảng khoảng. Chuyện này con... Chuyện lớn như vậy, sao không bàn với bố mẹ? Khoảng khoảng. Có phải là thời gian này bố mẹ bận chăm sóc cho Úc Oánh, quên con cho nên con? Dạ không, không phải đâu. Con không còn nhỏ nữa. Con rất cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ để con tin trên thế giới này có hạnh phúc như vậy. Con có bố mẹ, hai người rất yêu con, hết lòng yêu thương con. Mang lại kho báu như vậy, bất luận con đến đâu, con cũng là người hạnh phúc. Vì vậy, con rất tốt. Mang tình yêu của bố mẹ cho Úc Oánh đi ạ. Bất luận con đến chân trời góc bể, con mãi mãi là con của bố mẹ. Đó là tình thân máu mủ của con, mãi mãi không thể thay đổi được. Nếu sau này bố mẹ nhớ con, hoặc có thời gian rảnh, thì có thể tới thăm con. Con và bố con sẽ đến đón bố mẹ. Được. Bố. Ơi. Mẹ. Ừ. Vé máy bay của em anh đặt rồi. Còn nữa, hợp đồng anh cũng giúp em rồi, dùng tên của em. Vẫn còn có chuyện tốt, chính là cửa hàng ở Mỹ. Anh đã giúp em rồi. Thật sao? Anh thật là tài giỏi. Đáng tiếc là anh giỏi thế nào cũng không làm cho em cười tự nhiên được. Sao em không cười tự nhiên được chứ? Em thật sự quyết định vậy sao? Nếu sau này hối hận, vẫn còn kịp. Không phải là em nói anh rồi sao? Đời người không thể hối hận. Em từ lúc tới Thâm Quyến, từ Chung Khoảng Khoảng trở thành con gái của Nguyễn Gia. Anh không thấy những chuyện này đều giống như câu chuyện cổ tích mạo hiểm hoành tráng sao? Anh không qua tuổi nhi đồng mà. Anh không biết sao? Mạo hiểm này bất luận trải qua bao nhiêu bão táp, vẫn còn những trải nghiệm khác. Sau cùng, chỉ có một con đường duy nhất trở về nhà. Cho nên, lựa chọn của em là đúng đắn. Em không hối hận. Khoảng khoảng. Sô-cô-la của em anh không nhận. Em đừng đi. Anh không thể để em đi được. Tặng quà rồi và những lời nói ra đều đã nói, đều không thể lấy lại.
Những lời nên nói với anh, hôm xem bắn pháo hoa em đã nói rất rõ rồi. Anh không cần đến. Nhưng mà anh không thể nhắc nhở mình. Em đến giờ vẫn chưa trả lời anh. Tại sao không thể ở bên nhau mãi mãi? Chúng ta đã trải qua thời gian dài như vậy. Em nói cho anh tại sao? Tại sao vậy? Ngoài cửa sổ có phải lá đang rơi, từng đợt lặng lẽ rơi, trái tim em cũng theo đó, từng chút cắm sâu vào lòng đất. Nhớ rằng, chính là mãi mãi. Âm thầm cầu nguyện, có nhiều niềm vui ở bên anh. Từ ngày anh gặp cô ấy, gương anh đã không còn hạnh phúc. Nói em nghe, anh yêu cô ấy nhiều như thế nào mà cô ấy làm đau thương trái tim của anh. Kỳ thực yêu anh là sai lầm của em, cứ luôn làm anh đau khổ. Vì an ủi mà anh không nghi hoặc, chỉ có thể nói những lời không phải trong tim. Từ khi không nghĩ rằng anh có thể biết em luôn ở bên anh, âm thầm cầu nguyện có nhiều niềm vui ở bên anh. Úc Oánh, khi cô nhìn thấy bức thư này, tôi đã lên máy bay rời đi rồi. Tôi trước nay không nghĩ ông trời cho tôi một cô em gái, mà còn rất rõ ràng tôi không phải là một người chị tốt, đúng không? Bất luận sau này khi nào mới gặp lại, tôi chỉ hy vọng lúc gặp lại, trong lòng chúng ta có suy nghĩ lâu ngày không gặp. Tôi xin lỗi. Lúc tôi đi rồi, bố và mẹ nhờ cô chăm sóc. Thiên Lạc cũng vậy. Mong cô nhận viên sô-cô-la này. Nó là sự chúc phúc, là lời hứa của Thiên Lạc. Bên trong là nhân ước nguyện thần kỳ. Mong cô và Thiên Lạc nhất định phải hạnh phúc bên nhau. Khoảng khoảng. Kế hoạch kinh doanh công bố hồ số 1 phải tiếp tục thúc đẩy. Tiến độ đảo thần kỳ phải gấp rút thực hiện. Các giới bên ngoài đã nghi ngờ chúng ta. Những sóng gió trong nội bộ đoàn thị chúng ta phải dùng hành động chứng minh. Đoàn thị chúng ta phải xây dựng thương hiệu vàng trên thế giới. Các vị ngồi đây là bộ phận cao nhất của đoàn thị. Tôi hy vọng hội nghị lần này mọi người đều biết kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Ngoài kế hoạch thiết kế khai thác tinh thần, tôi hy vọng mọi người nghĩ xem làm sao để thắng lợi, nhận được niềm tin của khách hàng với chúng ta. Có vấn đề gì không? Không có gì. Không có vấn đề gì thì kết thúc buổi họp. Thư ký Tần, giúp tôi sắp xếp hội nghị chiều nay tiến hành. Mẹ, gần đây không được khỏe. Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Hội nghị này cũng giống như thường lệ, mẹ vẫn chưa yên tâm về con à? Con trai, con thay đổi rồi. Hả? Từ lúc tiếp quản công việc của ông nội, mẹ không ngờ rằng
Con có thể như ngày hôm nay, là một tổng giám đốc làm việc có trật tự. Mẹ, mẹ không tin con như vậy à? Có trách nhiệm luôn luôn là kỳ vọng của mẹ và ông nội đối với con. Nhưng mà có một số chuyện mẹ vẫn nghĩ là phải chăm sóc con đường trong tim con đang phát triển. Đó là trong lòng con càng rộng lớn hơn. Mẹ, lúc này mẹ lại giống triết gia vậy? Trước kia, mẹ luôn can thiệp vào tình cảm của con. Thời gian đó, xảy ra nhiều chuyện. Mẹ cuối cùng cũng hiểu rồi. Thật ra, trái tim không thể nào kiểm soát được. Con trai à, cứ theo tâm nguyện của bản thân mà bước đi. Cái gì nên buông, cái gì nên giữ, con là người rõ nhất. Đừng làm bản thân hối hận. Vâng. Cố lên. Cho em một phút, nhìn rõ nét mặt này đã làm nóng giấc mộng nhiệt huyết. Hiện tại như một loại kim châm nhói trong mắt em, bị thanh xuân xới lên. Có thể tôi không hiểu, có lẽ thật sự không hiểu, trưởng thành và không thoải mái. Quá tốt rồi, tiệm sô-cô-la cuối cùng khai trương rồi. Lạnh thật. Nhưng cảm hóa chung khoảng khoảng, phải có sức lực vô địch và ấm áp. Anh mong ngày anh rời đi thì không cảm thấy lạnh lẽo. Anh nói anh rời đi là có ý gì? Tiệm thuận lợi khai trương rồi, anh cũng nên rời đi. Không phải nói là cùng nhau kinh doanh sao? Anh có thể không có sức lực rồi. Không thể thấy Chung Khoảng Khoảng hạnh phúc mà không cảm động. Không thể thấy Khoảng Khoảng cười mà không cảm động. Không thể thấy Khoảng Khoảng khóc mà không an ủi. Vì vậy nhiệm vụ tới đây là hết rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh. Em yên tâm đi. Người giống như anh có thể rất dễ gặp. Trong tiệm có em và bác Chung, nên có thể có thành quả tốt. Khóc cái gì? Những gì em đã có, tất cả đều rất xứng đáng. Tình yêu này là không đáng. Em nhớ là em và Thiên Lạc không cần ôm lấy những đáng tiếc như vậy, có biết không? Chúc em hạnh phúc. Lúc em muốn quay lại ngắm nhìn giấc mơ đó, trong văn kiện này có nhiều sơ hở, tôi phải nói chuyện với người phụ trách. Giờ về nhà trước đi, sau đó đưa tôi tới công ty. Mẹ à, về nghỉ ngơi trước đi. Thiên Lạc, thấy con ngày nào cũng nửa đêm mới về, cứ như vậy ăn bao nhiêu cũng biến hết. Mẹ à. Alo. Tôi giờ rảnh. Buổi họp với quản lý trường tôi đích thân đi. Đúng rồi. Sau đó cô giúp tôi hẹn Trần Tổng đến dùng bữa trưa. Được, thời gian để tôi sắp xếp. Thấy con như bây giờ,
Mẹ có chút không quen. Mẹ à, trước kia không phải hy vọng con như bây giờ sao? Mà bây giờ bận cũng tốt, công ty càng ngày càng tốt, con lại càng vui. Nếu như thật sự con nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà đừng lấy công việc để quên đi một người. Nếu như vậy, dù công ty kinh doanh ngày càng phát đạt, nhưng đối với con chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẹ, sao con lại muốn quên ai đó chứ? Thiên Lạc à, đừng làm khó bản thân. Sao có thể? Con một chút cũng không tự làm khó mình. Con bây giờ có lái xe riêng, có trợ lý, mỗi ngày công việc đều được sắp xếp rất hài lòng. Mẹ yên tâm, con không buồn đâu. Mẹ nói là muốn nói chuyện làm không được, đừng có miễn cưỡng. Nếu quên đi một người rất khó, vậy thì con đừng làm. Mẹ, người đó đã đi rồi, thì để cô ấy đi đi. Con đã từ bỏ rồi. Đây là chuẩn bị cho Úc Oánh, tiết mục đặc sắc nè. Đẹp quá. Tôi vốn nghĩ là lúc ngắm pháo hoa lần đầu tiên là tỏ tình với cô ấy. Nhưng bây giờ đêm pháo hoa đầu tiên có tôi ngắm với anh. Cùng cô ngắm thật tốt quá. Nếu tôi một mình thật cô đơn. Đúng, một người rất cô đơn. Quảng Quảng, sô-cô-la ra lò rồi, nhanh đi giao đi. Có phải là cơn mưa anh muốn? Em có phải là phong cảnh mà anh muốn? Mang tới bình minh trước khi trời bừng sáng. Là bóng cây che lấp, là khu rừng bên anh. Thiên Lạc, anh đến chỗ này với em là có lý do. Thật ra muốn Úc Oánh quay lại như ban đầu, em đã say mê, không thể làm anh rung động. Dù chúng ta ở bên nhau cũng không thể hạnh phúc. Úc Oánh, em vẫn ngốc nghếch giành lấy tình cảm không hạnh phúc này để bù lại đố kỵ của em với Khoảng Khoảng. Nhưng ngốc nhất là Khoảng Khoảng. Cô ấy nghĩ mình làm được mà em không thể sao? Cô ấy thật ngốc, làm em cảm động. Nguyễn Úc Oánh trước kia đối với bất kỳ chuyện gì đều muốn một kết thúc hạnh phúc, e là quá trình này có khuyết điểm. Câu chuyện cổ tích không phải tới lúc kéo màn sao? Lúc mà Khoảng Khoảng rời Thâm Quyến, tặng cho em viên sô-cô-la, Nguyễn Úc Oánh cao ngạo sao có thể không hiểu để báo đáp. Cái này là viên sô-cô-la ước nguyện. Em muốn anh trả lại cho chung Khoảng Khoảng. Và ở bên cô ấy, trả lại cho cô ấy. Bởi vì anh mãi mãi yêu cô ấy. Là khu rừng ở bên anh. Em có phải là khung cảnh mà anh muốn? Luôn luôn tươi đẹp và yên bình. Chỉ có ông trời mới thức tỉnh. Dường như mọi chuyện đã trở về như trước, đơn giản vui vẻ, không có suy tư, phải không bố? Bố à, mà thì vào phòng ngủ đi, đừng nằm ngoài này. Bệnh người già. Quả nhiên mọi thứ đều trở lại như trước. Nếu như cho em một tình yêu nhỏ bé,
Nhớ tuyết rơi đầu mùa không? Hai chúng ta nên có ngày kỷ niệm của chúng mình. Vậy ngày kỷ niệm của chúng mình là ngày tuyết rơi đầu mùa nha. Ừ. Sau này mỗi lần đều quay lại. Mạnh mẽ giành lấy thứ thuộc về mình, mang lại cái cảm giác hổ thẹn. Chỉ có từ bỏ mới có thể giải thoát. Nếu như cho em tình yêu bé nhỏ, anh có thể không nhận đau thương. Em nguyện cho anh tất cả. Tổng giám đốc, hoan nghênh anh trở về. Chào mọi người, tôi trở về rồi. Bao dung bé nhỏ làm anh ấm áp hay không? An ủi bé nhỏ có thể chia sẻ với anh không? Cổ vũ bé nhỏ của em có thể làm anh mạnh mẽ. Anh xem kìa. Khoản khoản của chúng ta hồi nhỏ thật là đáng yêu. Đúng vậy, còn Út Oánh, con bé thật xinh đẹp. Lúc đó anh, em, cả nhà đoàn tụ. Nếu như cho em tình yêu bé nhỏ, anh sẽ không nhận đau khổ. Em nguyện cho anh tất cả. Anh rốt cuộc là có ý gì? Là ý này. Trung Quảng Quảng, anh nói em nghe, lúc em 80 tuổi chưa kết hôn, anh lấy em được không? Anh 60 tuổi cưới em. Sao bây giờ không cưới anh? Được, em đồng ý. Em luôn cho rằng giữa chúng mình chỉ có tình yêu, khó khăn không thể khắc phục được. Hôm nay em mới biết, vốn dĩ đều là sai lầm của em. Tuyết rơi rồi, Trung Khoảng Khoảng. Tuyết rơi rồi. Yêu có lúc có thể làm người yêu để hai bên đoán mò. Cự tuyệt tình cảm của người khác, nhưng ở đây ăn năn hối hận. Tình yêu có khi khiến những người yêu nhau đoán mò lẫn nhau. Nhìn có vẻ vọng tình trưởng thất truyền đã lâu và tuyệt tình đan lại tái xuất giang hồ cứu đời rồi. Tình ý ngập tràn, cho mình một lý do để yêu. Rõ ràng là một bắt đầu vui vẻ. Sao anh lại bỗng nhiên tới đây? Bởi vì em nói nhớ có nghĩa là mãi mãi. Nhưng anh không cam tâm. Chính bởi không cam tâm nên anh đã quên đi hết. Muốn quên đi một người không quan trọng, chỉ cần quay người đi là có thể. Nhưng muốn quên đi em,
Anh phải quên đi chính anh. Đừng để bất an làm chủ tất cả. Mặc kệ mọi oán hận, cùng những chuyện không vui bắt đầu lại từ đầu. Lúc đau lòng hãy hát thật lớn. Đừng để vui vẻ thua nỗi buồn. Có dây không phải luôn có. Sao anh lại tới? Anh đã hứa với em sẽ chăm sóc cho Út Oánh cơ mà. Bởi vì cô ấy không cần món quà của em. Cô ấy không cần sô-cô-la, cũng không cần Đoàn Thiên Lạc. Thế nên anh chỉ đành đi khắp nơi tìm em, sau đó bám riết lấy em. Điều ước thứ ba để anh ước được không? Anh mong chúng mình có thể bắt đầu lại từ nơi đầu tiên gặp gỡ. Được không? Biết bao bất ngờ. Lúc đau lòng hãy hát thật lớn. Được không? Có giây phút không phải sẽ luôn. Có tấm lòng mang lại hạnh phúc cho nhau. Lúc đau lòng hãy hát thật lớn. Đừng để bất an làm chủ. Mặc kệ mọi oán hận, cùng những không vui bắt đầu lại từ đầu. Có lúc chỉ là bất ngờ. Đừng rời đi. Đây chính là sô-cô-la. Sau này, nếu như em lạc đường, chỉ cần nhớ hương vị của nó sẽ đưa em tới con đường hạnh phúc. Khoảnh khắc này tôi đã biết. Viên sô-cô-la cuối cùng gọi là hạnh phúc, thuộc về tôi. Sô-cô-la hạnh phúc của tôi. Anh, mau đưa công chúa về thành trì của anh. Em sẽ cho anh cả đội bóng rổ. Đội bóng rổ à? Để anh suy nghĩ đã. Anh còn suy nghĩ. Nè, sao lại ra tay vậy? Nè, anh đừng có chạy. Đứng lại. Đuổi không kịp, đuổi không kịp. Đừng có chạy, đuổi không kịp. Không đuổi được. Oh,